Ồ này à. Hello. Ngồi nhau nói Mừng ơi. Và kẻ say, cái cũng say mình và trong ăn pì cái năm trong cái năm 2020 trở ra cho đến năm 2025 là thành ma hết họ bên cả. không phải Bên phí lẹo vỡ. không phí đâu, tôi còn ăn được không? Lâu năm mới phí lẹo. Tao cần bị phí lẹo dạy mình. Chừng mà lái luôn thì nặng rồi. Cứ ngồi họ chỉ làm nó lạ ấy đúng không? Mình khó đủ quá luôn. Ông có cần nằm đây? Bạn ở chi nào nằm áo đề? Bạn ở chi nào và Tí mà bà. té cần nằm đây thì khác gì mà kiểu là té là không bình thường. Chị mày nọ mà ta khảy hay là thăm sao thăm hạn cả lớn ông hay quên khảy mà dòng là năm năm sau thăm hạn đó mà rồi mà lên ngầm miền kinh lưu mà tù mi thu lọc tu nào đó động mà có lắm từ mồm mà ra tên rồi liệu có nhiều đừng thấy nặng đó, mình được à.
cải qua hôm con đã làm bầu cảm luồng qua tay. Mình tay kiếm căng đang tay in ơi ơ mình à on bên tô đẩy mình đang bay là khỏi vô vật này chính hết độc được quang đàn nhà đô đất tầng đi ra đồ kêu bò cam cải qua hôm con làm bầu cảm luồng qua tay. Kính lưu cầm khẩu mà đôi cương cầm mà dương mà đôi sớ khẩu cầm lên ông thủ thì côn khèo a tu quả người thì khai tu say cùng mơ mà đôi bàn thản kiến nam để kiến nam tôi xem thành xa đôi phong mà một là anh
Ấn sơ ca linh chân sơ ca lại lô tả khai lùng mà nhất âm nhật dương phú khẩm đây lai phô ngai chân ca linh. Cái tuổi đinh tỵ mà sinh về tháng 10 ấy, vào lộ tử quan. Bí này thì ăn hạt mình có không? Ôi ơi à, xanh phí lùng tư thế mình bàng được xanh phí lùng thành vàng đang ón. Khiếp ngột ô chỉnh ban mệnh đinh tỵ niên xanh. Ơi lúc mình là sanh sĩ luôn tư thế mình bằng đang ồn đó văn này chúng cậu khuyên cao niên thừa thằng này chưa cài lộ tự quan cho nó đi nha. Cứ chắc biết rằng con này người sanh sĩ luôn tư thế này mình báo mà cái băng này đấy, cái băng này là lộ tự quan mình là, và lộ là gì? Lộ là đường, tử là gì? Tử là chết. À bình, căng tăng từ lò à bình. Thôi, khát thuận rồi nè. Lộ tử quan. Lộ kiệu nhằng áo á, sơ sách lụng trà, tiến nam áo xa tử dư tha, nung xét. Căn sử bên này khất khẩn bay hữu. Mệnh đinh tỵ, tỵ sinh tháng 7 và tháng 10, lộ tự quan nghĩa chết ngoài đường. Anh này mình khẩu à, tuổi tỵ rồi mình xem khẩu bấn xíp, xíp là bấn tôm bú mình tiền à. Ngài ơi à, lô kẹo ao sư xẹt lùng trà sư tha lùng xẹt đỗ sòng sàm tị to hạp xí hà lò to cáp sở lô kẹo nhằng ao tiếng tình khẩn khan tiếng đàn con nam khẩu khát tới khát mơ các binh bộ nhà quan binh quan nhà thương vừa trang hoa quan quan thế âm bồ tát thất tổ như bảo ao ơi á hứa lúc mình bay thô tợ đầy thòng khẩn lùng đầy hào bay sợ đẩy má đầy bay quay mà ngài mơ tu thể coi ơi sắp ao quá lệ cãi quan sắp bằng mở khẩn tàng cái ác cái bẩn hồ ly cái hán hồ kín lệ cãi mở quan ác quan lòi à ơi quan sườn đồ chăng tụng bò phà cãi mơ các quan sườn chăng nà bò phấn cầu khải tiếp thân cầu ngần tiếp số nhất âm nhật tương à, bách bệnh con được tiêu tan khám chắn đây lai phô ngài đây làm lữ mở tư thế khâu nập bò pèng mở thanh vàng ngân sen lữ bò hết quý bò mê lăng lộ khẩn còi lữ khai âu lại tay trà khai na tay bao mi lệ bay tám quang còi bay thay này ơi lục mình bay thô tới đây thông ngân long đây hảo đi chín về mười đi tươi vệ tốt bách bệnh tư thể con được tiêu tan bạt hàn tiêu trừ bọc sổ lô kêu ao tiếng tính bản khoan à con nam bạn vía ơi em
ăn áo tha môn chết khoăn bé ơi na đây siêu à cường à mở nào đi pet ăn na đây siêu cường mở tha văn pẹ tôi bé na đây siêu khoăn mở đổi y các quan thương mừng lượt chẳng tụng bô pha chẳng na bô phơ này ta mở đô chết à khoăn nga bảy cũng mà siêu cường rồi nga bà là cũng lại à na đây siêu cường mở tung hay biển va mình khoan bố đây siêu cường mở tông na miền bố xa một chặt khoan ấy khoan ết ma lì lì khoan phi khoan tham tiểu ma lôi lôi khoan ết ma đôi cốc dương kẻ khoan nhì khoan tham ma đôi mẹ dương hòm ma má ba na khâu nà cương ba na hương nà sơi xa một chặt khoan mơ thơ phố cõi non xa một chặt khoan ô mơ thơ mò na cõi rú ơi đôi tư thế ổ khăn khăn âm ơ ổ xác ổ chắc mỏi văn ổ chân mỏi mừ vẫn bay tung na ổn kha bay na cũng na đây ổn cao bình thường đương quen nằm quỷ thấy quỷ thi tha ma thấy ma thị tránh ơi nhất âm nhật dương tô hảo tô liền mở tô thế đai on bình thường đương quen nằm bạch bành còn được tiểu tàn văn hàn kiều chữ đi chín về mười thì từ ai đấy tốt này à. Tiếng tinh khảo khăn tiếng khao khát ta khát na thương này lê giá bà thương này lê xe ha hự độc mình tay thơ tới bảy thằng thà là đồng tay hao bắt cóc sổ thay kẻ con hiểu mi khẳng càng phiền nam mi phiền bên này thì học cái bên nào bên này thì học thì tham ăn bên nào thì chất đặc ăn cầu rồi mình bắn tiếp cầu đi cho nó vuông mở tô thế coi à ơi mì lê bay thang thang phải thay câu khải tiếp thân câu kim cầu ngàn tiếp số tiếp số mình tê thấy dù ly bi vẫn ngàn tê dù quang này bà toàn chắn ra sự lên lên bắt chèn lòi lòi tao bay lúc kiểu nhắm theo xa tao mà nằm dài theo khâu xe nở a khâu tăng cha lao hạ tăng sinh lâm giang tài nhị ép tăng đang ép tình người à khi tiếp khi bị lừa khi khi mình nhật một một cô tứ thị lục thành là tay mê hốc khi 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 đi mà na mình kỳ mùi ơi nhân sinh tô bò thì so ép bẩn tiếp tới mè thì xếp khí bẩn lọc mùng năm 14/23 mùng à ơi làn bọc mè nổ thành khi lùng tư thế mùng năm 14/23 cô thành ta cô lấy họa mình thành ngà khảo bẩn xếp khí mi cô thần quả tú hết kiến tâm đeo cắt tay cài ăn cô thần quả tú này bên á văn sư sĩ tự nhân sống mới lục sáng khỏi sư sĩ nè tiếng tiếng cài thì tôi lục phải đổi hai hai sáu mười hai sống mới lục này khảo vòng tròn cài phải hiểu mình này. Sau này mình khỏi cao số sau này mình khỏi mang quả tú tổ thế coi chắp bơ lệ khả mơ ai à lệ phong sinh ngay nọc âu nọc bơ pha ao bà mơ ai ai à lệ xăm lệ khả mơ khai cô hồn sau ngã chúng sinh
đầy thầm cho nó rộng về đây hào. Mình xíp xí bơn lọc thì hết kinh thì hồn thôi, thì mì thôi, ta nó sẽ còn vặt xíp xí đoạn đường mà lắng là vất vả. Tôi bỏ thì khẩu lộ tự quán thì cãi bây giờ tôi bỏ mình qua cầu tổn bây. Qua cầu tổn bây giờ người bỏ áo ăn mình cái ăn quan là lộ tự quán này bây. Quan sướng này bây. Cái kia là cả cầu tổn nó tăng đại hảo nó. Tôi khải tiếp thân cho ngân tiếp sổ mình bây. Con hổ này con hổ sang năm, năm nay mình cải đi trước đi. Mà tôi thể coi ở sắp bao lề cài mở tương ngộ chẳng đúng tài xuống trang kéo đục nhìn bay thu tử đẩy thằng sang năm nay làm sang năm không phải làm cứ làm để xem cho con hết đi không về con này khổ lắm khổ con biết là bây giờ là con khổ khổ xem vào con đường này cái người này nó không ở với mình suốt cuộc đời được, cho nên là con phải cải đi cho nó qua cái đưa để có con ngỗng để cải để bắn 17 thằng lộ tự quan nó bắt cái gì, bởi vì mình sinh xuống cái tháng 10 này là vào nó phải qua cái đường đó, không được mới để hạ xịp pi hạ bình nha. Cái cả cái con đấy chắc đang nhẹ khí xám mừng tôi cải đấy tao mới lụm nó thôi chắc khi mình cho này mừng mới sang để cải tắc bạc này cho này xong sắp sửa thêm đoạn đường chia lìa mờ mình lệ bài tám mình bán bài thầy bách bệnh để tiêu tan mỗi tô thể đưa coi sập áo lệ cai quản sắp bang mới khăn tảng cai án ăn mình mừng thì khen ta ăn tôi bỏ cái phen nẻo này ra kia tỏi hạ bình nhát âm nhát rằng ô mà tôi thê cái mi lệ bảy tăng tăng bảy thầy nhà lò bò sử ao cọc linh mà bèn lơ bò sử ao hăng linh mà nhau bằng mà tôi thể mi lệ bảy tăng tăng bảy thầy lệ phong sinh ao nóc mưa pha ao bè mưa hay phóng sinh tôi nọc căng thì ao tôi cha ao phải chọi đồng tà bấy ao đồng tà nằm khéo liệu bấy chừng chọi tôi chừng là hắn làm sao mình chừng bay bảy mại chọi đừng ăn thai ao tổ bấy cũng như hảo với tà này bạc khén tàn tao này là nằm làm thay khăng lẽ ra nữ đột mình mơ tư thể nói ông tư thể đầy sớm sương sương hỏi mình đi đi đầy quán tiếng tình ai thế lục kêu nhang vạn khoan ô khẩu kim không ngân dù bần lĩnh vạn vía ôi ta mòn cao khoan con nó ép con nó nhì khoan si khoan sam tại ép đang ép mình khi ship khi pi lạ vía ơi đôi à khoan mẹ ơi thôi mà tôi thế gọi hồ thần khoan mà nhang hồ sắc mới văn hồ thần mới nữ Tôi thể mi cha
khắp bao la lệ phóng sinh nóc mơ pha ao pa mơ hai ai à sắp lê tha mơ khai cô hồn trong ngà chúng sinh ai à hư lộc bậc ngà ơi mơ tu thế mi lị bày vàng vàng bày thay nhật âm nhật dương phúc khẩm trình đây lai ai à mơ tu thế coi mi lị bày vàng vàng bày thay lễ cam kết ơi ơi à cách mở duyên năm lục đại khảo khuyên xếp cao pi cao niên khảo hàn sơ lục hiệu nhang kinh mơ thổ công linh ông thổ ti khen sự long già khen mơ lùng gốm bà mơ nhang ơi đại năm đậm ca thi năm chầu đậm chương năm công đậm bồ đậm kê đậm món đậm con đậm lăng đậm hộ đậm hang lâm tăng tăng co rồi con nọ luận quan cái lăng thịt thế anh luộc tàu này nè hả anh luộc sao tàu này nè thánh cái lăng văn à thì thánh cái lăng cái mì không giờ hầm xíp xí chắc là không giờ hả văn xếp hảo văn xếp xí hay là văn xếp sao mà văn xếp xí thì là bên đường văn xếp xí đó văn xếp xí mà không giờ không trăm giờ ấy. Bóc này à thanh à, từ lúc cả cãi khẩn nói bệnh tật đúng cô gái là vì nào mình nói bệnh tật thôi thôi à anh này mình tăng cổn thân càng cổn bọn thân bọn mình của mình đấy anh này mình báo mà cái tu này gái quá tu gái là mi bệnh tật đấy đúng đúng mi mà là mi là cãi cũng đầu xịt mũi chảy mũi làm rất ít bệnh tật nó không phiền hà đến cha mẹ. Nhưng mà năm nay cháu nó là bây giờ đang là cái hạn của nó tới này nó vì nó sinh tháng 12 mà. Mình bị bơn xếp nhì. Nhưng mà trên này đang là bơn xếp đang là bơn xếp ăn ơi. Chính ăn hạn lại báo mà mình này đấy. Báo mà mình là nặng nhất, ăn nặng của mình phải tẩy. Mà tu thay cái mi lệ bê tăng phang phải thay lệ tống sao phang thần ấy lâu cao tống hẳn ngồi phang à hôm sẽ không thứ bê hử mình bê à thì phang tôi học cái lục học trò à nhì pi này nhằng và vì nhì cái pi nhưng mà nhìn đang pi đang ruộng tuổi xếp cậu xây hỏi ai à mà tu thệ mày lệ ai à thì eo lệ học đại lê học trò mơ khăn khải gia công đại pang học trò mở bên sông gia khoan lê cải quan pang cải ác lữ lễ phong sinh nọc mơ phá ao pa mơ hai hồ hai trai nạn cởi tay lung lăng căng lủng hai hư được miền tây sơ mà đây bay quay mà ngài khẩn linh đầy lệnh khẩn kèn đây mạnh nhật âm nhật dương phô khẩm đầy lại ơi được một chữ thập luôn cải đi cho nó được nó được khỏe mạnh nhé nữa bao họ cho con được đi về mười đi tươi vẽ tốt đây à bỏ ai nào đây áo khải lăng lùng tao ai nào áo bỏ đây áo màu lăng lùng ngàn nhất âm nhất âm phố khám đầy lại phố ngay đầy làm thế này linh linh tỷ linh linh đau đi chứng minh cho đã định chứng kiến à ơi à bát tần là chân sư ra bát khen bát tần lên lên bát khen lòi lòi ơi à cọp số ai à nhận áo khảo bước số bát tàn vạn quan cậu kia mà không ngăn là bà là linh bàn về bàn áo rồi xả một cậu quan ô quan er quan gì quan si quan sam là bế ơi à đội quan này à xả một cậu quan mà thứ phúc gọi non chú a cha li lao nhằng thương ngay à ngay à nhằng mì bồ thảo trần sen mề bên đẩy óc ô đồ tư thể lòng thương thành vàng nhằng đề bay bạn này chính mì khẩu bước mà so quan khẩu cũng không ngăn mà so
mấy con nhằn lọng chân cao. Tại nhị đang đang lan la nhị mình ơi ăn xếp tàu mình nhật thu trình vừa là dỗ tư thế làm gì mà bệnh mấy hôm nay xếp gia đa bê đang thở hậu quang đang mạnh binh sắt niên thanh tại đàn mình làm cái dù tư thế cúc mi lăng khao quên cao niệm này mình rồi hư mình phải sang xứ rồi lòng mệt ấy chặt đi bị bà sơn 12 11 ai lan bọc mày mình phải thơ tạ đây thông à phải lục mình này phải khẩn lòng à đây hào phải sợ gió mà đây phải quay mà ngày ai nào đây ao khải lăng lung tao và ai nào đây ao mau lăng lung nàn lư quỷ thấy quỷ thì tha mà thấy mà thì tránh ơi mà từ thể cõi sắp lên bay tăng bang bay thầy cái lăng si khén vang nọ ngày nè mi hạ giờ chơi bay giờ thân này khén mà bên trên tháng riêng mà giờ thân tăng riêng giờ tị tháng một là tháng riêng mà nhé tháng một hạ giờ bài và giờ thân có đi ăn khẩu ký ở đâu không không thế à mình khác cha khác mẹ mình là chỗ này mình mới cận mình hử sen thì hử mưa tăng vay đúng rồi mình thân độc thân mà sinh với cái giờ thân này nó khác cha khác mẹ nó không muốn hỏi tiền năm không muốn làm phiền với ai đâu nó khác cha khác mẹ thì lúc nhà ý mới để ngoan bên tôi trẻ đó à, mình là khắc à, sau à, bò mè thậu nè thế là cải bé thì à cưới khẩn ăn tự cưới khẩn ăn bọn thân bọn mình lên lau cưới khẩn ăn mè nang lên lên bi mè nang mày chắc nó kéo này ừ à cho có giờ thân cái mà tiếp bẹ cái áo khẩu lần thầy mới kín à phải cởi lần thầy lỡ áo mẹ mình mẹ to bưng còn mình mới đẩy bưng bỏ mẹ thảo thế khẩu sĩ khắc giờ khắc tức là giờ thân tháng riêng xin về giờ thân là vào giờ khắc đấy từ sạch lùng trà sữa ta lùng sạch ơi lục minh rồi xanh phi lùng tư thế khắc cây trà xanh phi lùng thành vàng khắc mẹ. Thank you.
17 ปีเทมื้อนะ17ปีเขากวนกวนฟูนี่กับแซ่ตะบาดอะเด้อกับให้ก่อนเนาะกับให้โอ้ยๆครับว่าชื่อกวนฟูมาแม่นปันบังบินมีเลียวมันมินมาปีมินบ่มีเลียวกับมีมีกับแซ่ล่ะมินรับน้ําเลยหาไปไหนอันนี้กวนฟูกวนเจนๆเนาะบัดละตดกวนเป็นบัดมินทั้งไทยอะเด้อมาเกอะนะไอ้โสก็น้อทอยโอ้17ตัวน้ําในว่ากวนฟูนะต่อไปละโลกเคโอยังสาต่อมาน้ําใจเขาแซดโลซื้อแสกเหลืองลงจ้าซื้อตาน้ําใจมือเขาแซดแซดมือซ้ําไปจันเอาถัดเจ็ดเด้อตาเอาจันหือลึกมันไปโทษเต้าได้ทองขันลงได้เอาเมื่อตัวเทสับร้ายเลด่าเอิญได้เอาปังหอกจอมเอขันคงจะขวานเลื่อนหวาสีฟงเลื่อนงวงสีวังโอ้ยโอ้เลื่อนในหวาหอกสิงเลื่อนในไอ้หน้าร้องไอ้หน้าเลื่อนหน้าเลื่อนหงหอกสิงเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนหวาหอกจอไม่เนี่ยก็ไปเห็นมันจะในมันขันตั้งสามอะเว้ยขัดสามอันนะสามอันห่างหอกจอจะในมันกับบาก็การหอกจอมันนี่ฮัดอันเลิ่นอันเลิ่นหอกจออันเลิ่นหอกจอขันอาเดียมีก็บอกมีซองก็บอกกูสั้นอันไหนแต่มันนะมันเขาเกือกเกือกกวนหอกจอปีเนี่ย17ปีแต่เขากวนฟูเต็มปีไหนปีเขาวันฟูเลยจ้ะลองเบิ่งไปตั้งเฮาต่อมีกับที่จันกับก็รอบนี้เอ้ยเปล่าเอาลูกมินไปโทษตักได้ถึงคันลงได้หาวยัดมายัดเรื่องเบียน rồi กับได้กี่หลายวันนะจักได้เลยต่อมาจึงมินต่อมาฟังจึงมีกลับจะไหมแต่ไปสื่อสักเมื่อเดาเลยแต่ไปเจาะใช่ไหมวันไหนล่ะได้ลงกว่าลงหางแม่ได้สื่อสักทีละกลับสื่อหางแม่ได้กลับตอนลงไปสื่อสักนะครับอ่อนจ๋าแล้วรถนี่ถ้าไปได้ร้านปีเราเขาว่ามีบวนสื่อสักแต่ไปโฉกตู้แต่อันโตอยู่น้ำถมตู้อืมคือการอันตู้นักไปน้ำถมไหนอันวันเหมืองมินตังแฮปเป็นเหมืองซื่อเนี่ยตังอีอ่าวไปไหนตอนไหนมาที่มินถมให้ตังวันหนึ่งที่มีถมอะไรถือหายต้นก้อนไหนปะอืมอะไรถือหายถือบ้าก็นี่ไงช่องวันไงตันเกล้าไงไงบันเยอะทั้งDương ý. Dương lịch là ngày bao nhiêu? Là 25, và là 25 cái chuộc thì có lẽ là cặp hơi thứ 3 ấy. Thứ 3 ấy. Thì xong phần nữa ngay. Cái cặp mà tức là cái tuần thế nào? Và thì tức là tuần thế. Để hết khí văn, anh làm thương liệu văn thôi. Để ý là liệu thứ 6 là liệu, liệu lịch cứ bọn công ăn hơn 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 liệu hết 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 về cái này.Thứ bảy hơn năm hát về cái thứ sáu chủ nhật hơn năm hát này thì là cái vào hẹn là thứ sáu với chuộc là vào 25 với chuộc thì là 25 là vào thứ sáu ngày bính ngọ ý là cặp hơn chỉ cho thứ hai thứ ba ngày đấy ngày ô phệ cặp hơn qua bài thứ hai cho sau hung gồm có thiên lại này chi tử ngọc hư phục nhật văn là văn quan phục cả văn quan phục quan phục mà mình mi phục mà mình cũng để khải mà và nàng mi mà thương phong ấy
than tiếng đàn nam dài mơ khâu khất khất mơ các binh bộ nhà quan khất mơ các binh bộ nhà tướng ai à ở lúc mình tờ này phải thô tự đẩy thông quê khẩn lòng thầy áo ai nào đây áo khải lông to màu lông lông ngàn cửa quan quan thị bên cửa thanh thanh thị đã con cái nào lăng đây còn bơ răng cái nó lăng bơ nhà coi mì lễ bay tàng tàng bay thấy nhật âm nhật dương thiên linh linh tỷ linh linh bỏ sự áo cốc liền mà bèng ngược ta lan và bỏ sự áo hắng lên mà nhau bỏ mì lăng coi khai lấy tại cha na tại màu mì lễ bay tàng tàng bay thấy nhật âm nhật dương thiên linh linh tỷ linh linh đau như chân lần qua là lan nhà tướng lúc còn làm chắc bây giờ tới nhân đại tướng xếp chất là đây xếp chất khẩu quan phu xếp bẹt à đấy toàn cái hạn mà thân còn toàn cái hạn mà thân còn đấy thì cái này xếp chất quan phu xếp chất nếu mà pi xếp bẹt pi nên là nghĩ là tê khẩu ăn ăn gì này như khi chất pi thì khẩu quan phu thì quan trần và quan âm thì bị quan trần bắt là được rồi giữ cho mình thôi mở tu thề mi lễ bay tang tang bay thầy ô ta khai dô na chương lòng đầy hào cửa quan quan bên cửa thanh thanh vừa đi chín về người đi tươi về tươi tươi không có khăn ở tay con sợ cóc thiếu cóc sợ lục thiếu áo ai khẩu phước rồi bác tha là bạn khoan khẩu kim thương ăn rú bàn linh à bàn đĩa ơi à đã mô là chết khoan mẹ ơi siêu cường rồi chẳng tùng thế là mà chẳng na cũng lại nga bậy thì mang nga ba thế lại mẹ bộ đây siêu cường khoan là đây siêu lá cười à làm thế mình thôi lùng ban khẩu nà cường mình khoan là thổi lùng ban tường na sợ ơi à ta mở chết khoan ô khoan ép mà lì lì khoan là thi khoan là tham mà lôi lõi theo khăn khăn mà hổ sát cây mời bạn là phải thứ tự đây thông khăn lung đầy hào để chiến về mấy thì tươi vì tốt bách bách tiêu tàn khăn nạc tiêu chữ nhất âm nhất thương ngũ phụ khẳng khăn đầy lại phu ngài đầy hằng ngày sợ lúc tiêu to bay nhằng xa to mà nằm dài nữa theo xét xét cơ đôi ơ đâm cả xe lô đâm chỗ đâm trứng đâm cung đâm thò đâm cha đâm mẹ đâm kê đâm ngon ba mơ ai à chăn sơ à bỏ ốc ai à văn à còn ơi mình bò lì lô bì gần bò đây quá biết năm ông mất bao nhiêu tuổi không sinh của ông đấy. Chắc là ông. Chiều nay
điện 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 cho nó xem. Mình bao nhiêu tuổi mất, biết ngày tháng năm sinh của ông đấy không? Ngã rồi. Ngã lúc năm. Lúc còn là thái năm. Phi thái năm chậm lừ. Cái năm mốc bè, cái nêm mốc cờ. Ông hơi cứ tờ bật bật tờ cái bộ ông này thì tổng trướng hẳn đó. Tổng khiến bành bành hẳn đó. À, thế là cái kè bạn à? Ừ, kè với bạn cha nè. Kè với đăng cha, vừa cha. Thay tờ cầu treo ấy. Không ngờ, con tôi còn là thế nhà mẹ ăn chạm luôn mà. Ờ. Đi sang đây hỏi bà nào, hỏi bà xem ông ngày tháng thì ông lúc ông đẻ ba ngày bao nhiêu, đẻ tháng nào, mùng ông mà mùng ông ấy mùng 1 tháng 10 năm bao nhiêu, mùng 1 tháng 10 năm bao nhiêu, năm 1939 là tuổi 49 này bà, 1939 à. 39 đến năm nay là già lắm rồi với. Thế nhưng mà lúc hỏi bà mà mất. Ông mất năm bao nhiêu từ lúc bao nhiêu tuổi? Ông mất bảo ông mất năm bao nhiêu là được. Ừ, ông mất năm bao nhiêu là được. Chắc là năm 8 mấy rồi. Là mùng 1 tháng 10 á. Ba chín. Nếu mà ông còn sống là năm nay là ông 84 tuổi. Thế là ông tuổi Kỷ Mão. Ông tuổi Kỷ Mão sinh 1939. 1939 sinh ngày mùng 1 tháng 10. Năm mất là mới được 46 nhỉ. 46 sao? Hình như là 46 à? 46. Con 6 thì ông mất 46 tuổi. Thế năm nay thằng con trai cũng là 46, ông về đấy. Chính là ông về đấy. Cũng mùng 1 tháng 10. Ông với bố nó lại bằng tuổi nhau. Thế chứ. Bằng ngày nhau mà. Thế. Bố đẻ ra bố cái gái là cũng sinh ngày mùng 1 tháng 10 mà. 37 39 Kỷ Mão. Thế là con trai cũng là hàng kỷ. Con trai thì Đinh Tị. Thế chính là lộ tử quan. Tử quan cũng tin bố thế. Bố thế cũng sinh ở tháng 10 cũng lộ tử quan. Đấy. Thế là miền để tên miền đấy tên tết thương hạ xếp nè. Bên này ra. Lúc con thì khổ lại. Cái nhân xe này mà bé chóm mà thì cứ hết cứ kiên thôi, văn quả mựa thôi. Thế là ngắm biết là bảo bảo mình mà đấy. Tôi cậu khảo đơn cũng là bỏ bảo khẩu mà. Tôi nọc khẩu mà cũng là bỏ bảo mà. Ngàn, đi này à. Thì tôi má khẩu lưng mà thì phải hát tăng hàm mặt đấy mà cũng rất lèo. Thế mà mượn, ví dụ mượn này là thứ bảy, là ba cái ma là á hàm kính chào xong rồi. Nhưng cái răng nữa là cái lèo. Cái lèo mà thì cái tay lèo thì phải hát tức. Thế mà cái lưng của ông ta là sửa má lau được không? Sửa má lau. Má lau thì nếu má lên lục thì mình có như cũng cho em nhưng mà nó có khẩu lưu cho bà chỉ khẩu mà nó có tu nghĩ phân tử kiểu. Cái cung đấy khẩu má ấy. Má. Cái cung đấy má này. Bên này tên má nạt đấy.
thì trên ấy cái vàng lục bảo cùng sinh văn sinh ngày của bà Thậu luôn. Xếp mơ đôi năm đặng ca sừng pha mơ nhang cô thạo chân sèn pha mơ nhang đi mùa bóng a bên miền tây ôm vẫn ai con sĩ xếp bọc bê đứng sâu áo quàng ơi mình bồ đầy du lìa thì vẫn a bảo đầy là du quang tình tác thổ mơ phá ta xác mơ dâm chân sự đô á vong linh hồn ơi bạn con này lũng bay đài hai bay bao lô lũng nằm bay sau ngô mình con này lũng lổ bay sau ăn là bỏ ông này à ăn lũng tạo lũng ăn tao lũng đức khẩn mà cái mưa khác cứ nằng tù tù nằng khó cụ còn bên này nằng tù tù hai bên nữa, để hao cỏ hao hen thế mà đấy ngược khẩn anh này sột phải sột luôn là tì ngủ âm ướt ngược âm ái ngủ âm ướt hoài lại đấy mẹ lục lúc còn sột ra sột có phải thương tì hơi ốc cơ tên nào ốc thương tì đấy ốc thương tì anh nhân cài trai phải khao không mày đấy nằm sột thương mặn nằm phải thương mặn lấy được lên uống lên mẹ ông cái thứ cái tai nạn lên bắt đầu cái tai nạn đấy cái thứ sợ cái tiền ao tô lắng thay vô có bỏ không chưa thay tiền bằng đấy cái thứ tì vơ mi đấy mà khó ra đó thế hôm kia tới rồi tới ngục cái ngục ngục ngủ âm ước ngủ âm ái quan diêm vương lộ tử quan chụp ở an tang này họ mà họ trên này cái và chụp ăn tiền này anh lại phải đang ăn tang tặng rồi nọt này có phát lâu rồi này xong rồi bạn này nhận ao à phần năm bao phục bao tàu rồi tiền này bạn này cắt ao sam thím gì bao cờ mọi tù quan chụp ăn mà lỏ quan với nhưng mà quan này mà cầm kẹp cái chân đẩy à bên này à nhận phải thân tì bằng ao linh hồn khẩn mà còn cầm kẹp ngủ ấm ướt ngược ấm ái đấy còn thử hao kinh xong là cầm kẹ kiểu tự tà bạt nứng mà đẩy mà ra đó mà tỏ hơn là chinh là tiểu nhưng là cầm kẹ bạt nứng rốn lọc hò nhưng bên bằng là chinh đẩy mà tặng áo mà hơi tặng áo mà chọ mà chúng nhưng ăn lên cậu tầm cậu chứng bưng cậu chọ áo mà trong cái tiền bằng áo mà đồ chọ chúng là chinh là tháo gần anh nhà quả thích gì ăn tu quán rồi trả tại ngục bằng chính là mà đấy em mà đấy ngày đấy lắm hôm nay là hôm nay có đọc cái mà cứ bảo nhập cổ đang nghe là cứ bảo thích lạc ma thì bảo lạc ma thì lắm chắc pi này cứ pi và lục mi tu gái anh em đang làm một cuốn là bút chi là mà thì thắp bố tu gái và cao lạc ma đấy nằm sửa cao đại ma đấy vậy có lạc ma bọn rồi tạo ý là cái kinh tinh kim là cái non lẹo à thế con nào là lạc mà là nhập khẩu bác khỏe với bác khỏe cả ông bà thế ông bà là bà này cứ khẩn lên lục mà thắp vào cái thằng phỏng đi đâu rồi thằng phỏng đi đâu rồi nó thắp con lên sắt cả thắp bố lục thắp bố tôi gái bác cái này cả đấy có bố thế ông thế mà mình phải thắng tiền mình đẩy ma đâu cao sang đẩy ma mình tới vào sang đẩy ma này mình nhà tôi tở ngục này này hầu toàn hen nhưng mà hầu có toàn cái hầu áo hầu là hay loại con nằm để kinh đấy mà là nhập khẩu bác khỏe với là lúc mọi người bác khỏe tôi vào bác khỏe cũng kinh lậu nhưng mà kinh lậu bây giờ cái màu không que hơn thế là màu sẽ hiện nhẹ tiểu vào là ui bác đại cũng tin tưởng được là rồi tình tê ta này trời ơi thì phải khao luôn bay phải khao mới bắt câu cắt tôm mạ tèm
ông mẹ bây thư áo lừa bây tặng kính tặng con quan dù Long Vương Hà Bà tờ xịn căn khẩn cầu phải đào khẩn cầu tờ cầu phải tháo phải thử khẩn bàn bóng mà kín ngài khẩn linh bài mà kín lâu thì ông mình khẩn mà hồn khoan cho tại ngục các quân binh quân các quan các tướng rồi tại ngục to xây khẩn mà đó khẩn mà kiến ngài xong rồi bị lệ mà sụp đám bị bang mà sụp mình đó chứ còn cái quả lúc họ lấy hơn là bố thôi nhé cái đại phi này lúc này thì lươn hạt dê trên thẳng sợi dê thế bây giờ giải thích liệt cũng vào lúc là cũng sang hát ướt cũng sang sang tặng xong đấy mi sang bạc này mi hát đại phi nào mi đẩy ma thế bây giờ giải thích liệt ấy lúc mà nhang lên bên cung thản nhang hát dê sợ mu đấy thế là pi cũng mới còn là vừa tắt dê vừa cái cung thản thì bố cái cắt vỡ mà là cắt có con mày mình này chẳng hết cỡ như cái vỡ tam một phượng hạng mới mà mai ăn không ngon ăn mình của con cũng nghĩ là người thái đấy còn vàng xì thì phát bi pin đang nhẹ là bi à bi xăm chất bi xăm à bi xăm chất đấy bi xăm chất cái đồng bào thân liệt đấy cái này là cái thân liệt đấy đang nhẹ bi xăm chất là thái rồi đấy thái chỉ lại có tơ sỏi bỏ thảo không mi sửa cái lò không cái này bỏ lục cả cái thằng làm điều tệ bơn điều cái này nè à, thái văn kể lai cục thái văn kể lai nhưng ngắm chắc đấy không ngắm chắc đâu cái này nó cũng chắc đấy bố thì ngắm chắc rồi khơi ấy luôn cái tâm là hắn nàng tù không có bạn này làm bác nam đàn cũng để lão xong rồi mà thì lúc kia tiểu khẩn mà là trước tán lục sao nữa bác nam đàn thái mười cái cơ tàng quan xương mường lượt bay ở trên này mình đầy rồi tự ngục cái mình khỏi ra thế mình ao ăn mình khen ra mình mi ao bay đẩy mình ao bư ao kha bay thế chứ mà đấy vàng này tên là năm vàng nọ này đấy vàng sấy này nè mình là mình sấy là vàng xếp cậu bên trên cái này à pin này mình xếp chắp pi xem này pin ạ mì hạ giờ tay xong cũng cũng vàng vàng mặn ở vàng xếp cậu mình cũng tính ở hạ giờ tay đúng rồi xem này là gì cái lòng vẫn vẫn kể cũng vâng nghiêm này đấy về hạ dược bài mì xong là hạ dược bài thế cũng cũng là hơi tham chỉ dược bài thôi chỉ dược hạ dược vì hạ giờ vẫn là giờ nữa vẫn là một giờ thân ý là về mượn bằng này trên này cặn cỏ thì bên tiếng cặn là nhà cắt thu xuống một cái hạ liền và thế cắt thu xuống là những trạm với phục vụ là dạng và rõ và là nhà cắt thu xuống cao rồi lại mà tôi tiện lùng với tiện các bà thái là đẹp đấy cứ cặn mà mọi lỏi mọi lúc mọi lỏi mọi ta còn nằm dần dần ao lẹo mọi giường bay sang ở bàn hè lét bạt xong nhưng hơn chị ngàn bên này bật thằng lúc à nhà cứ kỳ bên đó cứ bát mì cái lăng toàn hôm nay lục lên bác lái nằm mì này
bác xuôi bác diện nắm mi này cứ hú mà lên lục lên bác coi nắm mi này cứ bắt lên đấy cứ bên này là tinh man lên lục rồi mẹ đấy cái mẹ á rồi mẹ mẹ cái cóc rồi thì cái cóc dù cái mẹ cún này nhá cái mẹ cún này cứ nọ từ sau lên cái út út dê nữa hì à mi sư chẳng bà ở đâu thì nó về đấy ừ, ý nghĩa là bà ở đâu về đấy thôi chứ không phải là hỏi đến bên ngoại của bà ở đâu bà ở với bác nhưng mà ở gần nhà con ừ, thế nhưng mà ốm đau là con vẫn phải đi thế thì chẳng phải ừ. Là con là khó con út giàu con út ừ. Ốm đau vẫn phải đi như thế nào vẫn phải đi nhé ừ. Yeah, thì bà khác ở một mình à bà ở với một chị gái nữa nhưng mà chị gái không đi lấy chồng chị gái không đi lấy chồng không nói được xong là có một chị gái nữa thì đi lấy chồng xong rồi bây giờ là bà ở với chị gái đấy xong rồi đến lúc là bác làm ruộng cho bây giờ là bác vẫn làm ruộng nuôi cho chỉ nuôi bác chỉ nuôi gạo thôi thóc tiền bà trợ cấp bà được khác được thì khác ăn với chị gái đấy cũng được tiền trợ cấp thì khác ăn cũng thấy vất vả lắm làm thì đâu cũng là con ví dụ như bà chết một cái thì là lại đâu bà bây giờ bà còn tính gì nữa ừ. Bà năm ừ. Sợ nhất là cái thằng nào sinh về ngày trùng tháng trùng ngày của ông là rất là quan trọng mẹ dễ con nếu mà ví dụ như là mình có làm được thì cũng không sao đâu mình cũng là vẫn thờ để điên đấy các con mà con nào cũng là con cũng có thể khó con út giàu về con út ông ở phù hộ cho mình làm được ăn này mình có nếu mà ông lại còn về còn nhập vào người nhà như thế nữa thì còn không khổ à bà biết tin bà lại biết lấy gì về ấy được cũng như cái thằng ở ngoài kia thôi mẹ cũng chỉ có một mình con là con trai thôi thế thì mẹ cứ đi mẹ không thích ở mấy con thì mẹ cứ đi mẹ đi lấy chồng đi mẹ con để con chết lúc nào thì chết đằng nào bố con không còn nữa để bố chết thì bé bé bà khác nuôi làm con bây giờ mẹ thì đi ngoại tỉnh cả cái đen cái đủ về bảo cái tháng 10 này hạn của mày nặng lắm không làm đón thầy về làm cũng được để cải cho sao cái hạn đi mày vào năm nay mày 27 tuổi vào sao mộ chiếu mệnh thế là nằm nợ bảo ngày hôm đấy mày ngày 14 tháng 10 cũng được đi đâu hay lại cứ quên đi nghèo khổ con nhà hai đứa con tiền không có mẹ thì đi như thế vợ thì mất con bé chồng đi làm cũng không đủ ăn đủ tiêu ông nọ bị cây người cắt cây, đi cắt cây người ta cắt cây phạt xuống đầu đi đầu tụ máu ấy vài đây không gãy đâu nhưng mà tím bầm hết xuống đây đấy, chết rồi đây ngất xỉu đi và đi viện đặng ông nào mà ông tan máu tụ rồi đi khám thì tan hết rồi nhưng mà vẫn còn ốm mà nọ về đây cũng điện vía cho rồi nhưng mà bảo còn đứa con bé của nó hôm nay phải cãi đi mấy đứa con bé của nó là không hợp bố mẹ mà hôm nay là năm hại của nó nó ốm chân tay vẫn bình thường không sốt nhưng mà cứ nhìn thì mắt cứ nhắm hôm qua khách cho phát chơi rồi bà ngoại nó bảo tao chỉ có 5 triệu cho nó thôi bảo làm đi em giúp cho nó con ngỗng ngỗng nửa triệu ấy em giúp cho con ngỗng làm đi thương lắm bố thì chết sớm mẹ thì cứ đi làm ăn cái mồm cứ đi nuôi cái ông đấy cái người đâu người ở bàn nhàn à người ở đồng tiền à không bỏ cái bàn mít kia chán lắm ơ thương nó lắm bảo không làm được ngày hôm đấy con đừng đi đâu vâng dạ dạ rồi quên mà về lại người ta rủ đi cắt cây mấy ngày 350 xong đi ừ đấy là cắt là đi cắt gỗ là
vừa mới đến nửa buổi bị luôn còn. Bị phạt xuống đầu đi rằng mà điện về cho bà ngoại, vợ điện cho bà ngoại bảo bà tí khất cho chồng con một cái, vặn vía cho nó cái. Bà ấy bảo hôm đấy không được đi đâu mà anh ấy rủ nhà con quên mất lại cứ đi. Em bảo chắc là không tin. Thì mới cố đi sao mà biết ngày hôm đấy đi được đau rồi, đi có được tiền đâu, được cái đau về không chết là tốt lắm rồi. Xem có phải thật không? Bây giờ mấy vợ thì vừa khóc thì vừa lấy con bé vào mượn tiền để lấy chồng đi viện. Và con này về đường lại bị Trương, cái Trương chết nước về theo ở bảo trước nhà mày có một cái ao, có cái thằng chết đuối ở đấy, có nhà nó có chuộc về đâu, nó bảo cái thằng ấy bị bả mù. Nó có như thế được vé. Nó bảo theo cái đứa bé bụng cứ căng lên mà cứ thở thạch ạch, cái chân thì ấy lạnh lạnh mà người không sốt. Không cho phát khỏi như đắp nước ấy. Tới ngày làm em chưa chọn ngày được đâu. Nhà em đang còn bận lắm, để làm việc bận hết, ai chẳng làm được, lấy thầy về làm cũng được, bận thế nó mà không dám thầy về làm. Thì không biết thầy có biết, thầy nó có sách nó có cải tổn không, bảo thầy cũng có. Nhưng mà cái bà học bà thân với mình ấy, chị ấy bảo là ta định làm cho nó một cái chiều nay nó vào á, ngỗng có vào thì bắt lấy đi về cho 5.000, 10.000 xuống bàn đi mua con ngỗng với nhà thầy được. Không cần đâu, không cần tiền đâu. Cần cứu lấy cái mạng người ta được tai qua nặng khỏi làm ăn. Cái nghề này nó không trả ơn được mình chỗ khác. Không phải làm ơn cho mọi người nhà nó trả ơn được mình đâu. Xét mơ nhằn ơi vắng rinh à hồn thò à chơ bò thảo chân thành bò bèn đầy ọc đô văn còn à thái lùng nặng bay sông mù lụng lụng lù bay sông ngược hồn về sang đây mà chẳng hồn khoăn sang đây mà chính nơi các câu lùng nặng bây dính đầy nữa. Thần là bao lục bao lan bao nam bao nữ nhà bờ đây ẩu ơi bắt đầu chờ là đây ẩu mà sao quay được bác mà tôi thế đứa coi sao bác được mơ bao cả mùa ruộng mùa kè mới khấn khải ruột đang mùa ruộng mới khấn tàng ruột mình ra mòn chặt phải câu người lụng năm bay sầu ngủ lụng ru bay sầu người các cái quan kinh mờ nhằng các quan vô lòng vườn hà bã nghe cầu treo cầu ngâm tỷ mình ôi các quan ơi bao đây ơi ao đăng ma bao đây ao khải đồng tàu na đây ao mau lùng nan hư đục mình vô thơ tạ ưa đây an văn hào được hưởng mình tháp dây văn phước được đầy văn đầy cõi mi đi về tàng tàng bay thầy nhá để xúc đang phang xúc hồn A Di Đà Phật con xin chữ thập mi đi bay tăng mi phang ở bay thầy từ chữ thập chỉnh đầy lại mà chưa thể coi mi đi bay tăng mi phang bay thầy nhá đây áo khay đồng tàu nhà đây áo mau lăng luồng màn xin một chữ thập mà còn không được nữa. Nó cân nhân nó bạc khâu to áo ho mà khâu tay đi khổ na khẽ áo khen sư lùng già khen mư lùng hôm bao lục bao làn bao nam bao nữ mà ung cái thuốc tử đầy thông gần mong đầy hạo cõi mi lê bảy tang tang bảy thay lê sục đang tang sục mình khẩn là tì cẩu ngục cư tử vua long vương hà bà anh ấy mình
mình là lúc gặp mình nhăn nặng cò cò này mình nhăn nặng nặng tam sậu hâu hâu nặng nặng giống ngục đấy bây giờ là cái cần cái là nặng sang nổi bênh bang khẩn mà chừng nào thì cái cần nặng là thai oan quan phi thương cộn nhưng mà ăn này thì hậu ấu làm một tận ngục mi để khẩn đây cũng như là cái người mình mà sinh về cái ngày tháng đấy nhà mình có án mình đi qua đường bao nhiêu người đi người ta lọt mình về mình đi lên mình không được lọt người ta lại tiếp mình ở lại người ta khám lục mình là người có án đó dám giang tổng ẹt thầy bao lục bao lan bao nam nhãn bao nữ bao áo mọi ung dù tư thế đầy ọn tình thương lương quyền nặng khen khử lùng ra khen mưa lùng hôm nhất ấm nhật dương phu khăm đậy lại phu ngay ca linh bần thì phải tỏ mình à cái nàn mừng thôi bà thảo ấy bảo ao lộp bọc mà tố thê hết lăng tố lì chỉ lăng do đẩy lại khâu nằm mà tìm cài chân xài mà tìm than ô ban lộc tiệp tài lục lô họ lâm quan mở sân bắt cái đẩy pin tô ao này sân mô đẩy pin cào thảm bơn to lọc khóc bơn to lòng tô luôn thì khả tô mã đây khai ai ao này ai ao ai nào ai âu đại bò hư ba góc bếp ơi thổ công linh ông thổ tì vẫn vằn áo khen sư lung ra khen mưa lùng hùm xong phá mưa lung ra xong khen mưa lùng hùm bao lục bao làn bao nam bao nữ lô kiên nặp đôi sen kiên xả đôi pháp kiên nặp cõi mưa kiên xả lầu cõi cõi các số bỏ ông cam hứa ơi thổ công tập mưa mưa đài thổ tì bỏ ai mưa mưa bao nhạc mi mưa kim chỉ lung rèn ngần sen công thượng ơi thổ công ơi thổ công linh ông thổ tì con theo ơi con pháp lung tạm khen vàng lũng bao lay lay các số nhạc mi văn đại lùa mưa lung rèn nhạc mi ký ngần sen công thượng mà lập bên khâu nắp đầy kiên na ao mơ tuyết ngàn sen đầy rồng nhớ rồng tạm vi na bóc thọc vi bò leo 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 tẹo như kim ca vi bò sù bò tuôn tuôn bụng con đàn tuôn nam tuôn người này ơi mang đại mơ trên căn kim ngàn này ba phàn kim nặng đợi sen kim xa đôi pháp kim nặng đợi người kim xa là thế thôi thôi mà là tỷ chung vi cõi ai thôi mơ đó là đưa cửa nam thất phu nở hồng hoa kể cho nó đời xa lạ hầu vang hay thôi nhỉ không hỏi nữa nhỉ có kêu a hầu thầy khánh tâm cãi nghĩ chân tiếng nam hầu thầy ông thầy cha nữ thọng trong khẩn đấu công nghề mệt này có kêu tiền kính thượng kính hạ kinh đông kinh tây kinh nam kinh bắc con hiểu xin phép thầy nghi chân tiếng nam lanh chân đàn lành thần là nam thôi à, gì đã phải. Nhưng bác lai thế là chẳng không có ma nào lắm thế cho nên là cả cái từ lúc còn mơ xuống này lực xong hắn nó hai cổng đó không phải cái nó tư cái mình tới khác nữa à hát tôi bật bật nằm lay qua kẹo tằm mọi người ơi chỉ đấy thì cứ lư là chính mà nó được thôi đấy.
từ lục mơ hát lô, tôi nghĩ là